Việt Nam đang là nước xuất khẩu gạo nhiều và giá cao nhất thế giới, chỉ tính riêng trong tháng 8 năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu gần 1 triệu tấn mang về nguồn thu hơn nửa tỷ đô la Mỹ. Từ ngày 20 tháng 7, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo trắng và tính đến cuối tháng 8, nước này siết toàn bộ các hoạt động xuất khẩu gạo. Hai nước xuất khẩu chính là Việt Nam với mục tiêu hơn 7 triệu tấn và Thái Lan trên 8 triệu tấn. Đến thời điểm này, gạo Việt đang vượt lên. Theo thông báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam hiện ở mức 648 đô la Mỹ một tấn và 25% tấm là 628 đô la Mỹ một tấn. Về lượng, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì trong tháng 8 xuất khẩu gạo ước đạt 950.000 tấn trị giá 553 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 5,85 triệu tấn gạo, trị giá gần 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% về khối lượng và tăng 36,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 542 đô la Mỹ một tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến hết tháng 7 năm 2023, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 37,6%, đạt 1 1,94 triệu tấn và 985 triệu đô la Mỹ. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất, thị trường có giá trị tăng mạnh nhất là Indonesia gấp 16,3 lần. Căn cứ vào số liệu chính thức được công bố có thể thấy, Việt Nam hiện xuất khẩu gạo nhiều hơn Thái Lan khoảng 560.000 tấn. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam, đặc biệt là gạo 25% tấm, cũng đang cao hơn so với gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan.